Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu tất cả anh em tham gia một chương trình airdrop nhận 300 token swap X chạy trên tảng TX. Các bạn đi tham gia với link phần link mô tả bấm start. Sau khi bấm nút start xong các bạn lướt trang các bạn GVKMR24 rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp trang rộng bấm lại các bạn GVKMR24 rồi bấm bấm continue các bạn. 300 tập cảnh khoảng 9S trên đồ các bạn cho nghiên cứu kênh Zalo này các bạn. Swap phan các bạn chờ chút các bạn. Các bạn join vào hết kênh sau mạng xã hội nữa các bạn. Các bạn join vào nè. Rồi tất cả các bạn join vào tất cả kênh group về Twitter các bạn follow like và tweet nha các bạn, hai kênh Twitter của nó. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn xuống đây like hai bài viết nha các bạn. Bạn có đáp lại chưa? Bạn like nha các bạn. Rồi các bạn tweet là bài viết đó game nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lại nè. Rồi bấm nút submit đi tên nha bạn. Rồi bấm don nha bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ đường link username Twitter của mình thì bạn mở Twitter của mình ra nè. Rồi gạch bụng. Bạn nhấp cho hồ sơ nha các bạn. Bạn nhấp vào mục chia sẻ nè. Bạn sẽ chép trên Twitter mình nha bạn. Rồi các bạn đáp lại các bạn Masterbot. Bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn ở địa chỉ TC20 John Lin nha bạn. Rồi bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ nè các bạn. Các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm đoàn nè các bạn. Tiếp tục bấm reset nha các bạn. Rồi tiếp tục bấm reset nha các bạn. Ok, tiếp tục thì các bạn chỉ lấy lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé. Yubanshi, mình đã nhận có sau có 100 mà ta. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.